Rồi xin chào cả nhà nhé. Thì cái cây linh sam này, cái lúc nãy thì nó còn lá, thì tôi đã tuốt hết lá rồi. Tuốt hết lá thì để mình vào dây cho nó dễ. Cái thứ hai nữa là mà mọi người nhìn cho nó rõ ràng. Thì cái cách này thì mà trước tôi đã vào một lần rồi, nay tôi tháo dây ra. Tháo dây ra tôi lại tiếp tục tôi làm lại cho mọi người xem nhé. Rồi tiếp tục vào dây. Thì cái ở đây thì mình cứ thuận chiều nào mình đi đi cho nó hết đó. Đi cho nó vào xong rồi những cái chi nhỏ này mình cũng cố gắng mình đi đó, đi được cái chi nhỏ này thì đi sao nhìn bị tàn á, tàn nó bị mịn đó. Mình đi dây nhỏ thôi, giờ mình đi ra mình đưa được hết cành. Mà đi dây lớn thì những cái chi nhỏ mình lại phải đưa cái dây nhỏ tiếp, nhưng mà thà mình đi luôn bên trong đó, đi bên trong luôn. Thế nữa nó còn có cái dây nhỏ hơn nữa thì mình đi tiếp mấy cái chi nhỏ. Dây nhỏ này là mình đi là mình bẻ nó không bị, mình đi hết ôm như vậy là đi nó không 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 bị toát. Vào hết xong tí nữa bắt đầu mình uốn thả. Mình cứ vào hết đợt. Để không mất thời gian của mọi người thì tôi tua qua cái đoạn này cho tôi vào dây. Vào dây xong rồi tôi lại uốn cho mọi người xem, chỉ còn cái cách vào dây thì mọi người biết rồi nhé. Đó, để tôi vào hết những chi tiết này nhỏ như này nó cũng vào hết. Và sau này nó ra làm tiếp một lần nữa.
Rồi mình đi. Sao mình chia xuống đều ra. Đều trông như một cái tay nó đưa ra, tay nó đưa ra thì nó nhìn nó mới đẹp đó. Thank you.
tiết mà nó càng to càng ghé là mình đi hết thì sau này nhìn nó rất đẹp. Này nó có gai, đôi khi là nó chảy máu, vốn nó khéo là nó chảy máu. Thấy cũng tạm tạm là ok rồi đấy. Đấy, mọi người thấy đấy. Khi vào là nó đều đều như này. Đây tôi quay cái phía bên trên này, đó, bên trên đây, đây quay một vòng, đó, nhìn như này là nó hợp lý, dễ nhìn, đó. Rồi video này được kết thúc nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Hẹn mọi người clip sau nhá.